Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người chị mình đi trồng ngô nhé. Trồng ngô vụ đông, trồng ngô đồng. Mấy mấy hạt đấy, bỏ nhiều đấy. Ấy à, cái ruộng này mấy cân đấy nhỉ? Theo chị làm đất tơi nhỉ? Bổ hết à? Có nghĩa là cày úp lên nó bắt đầu mình đi mình dầm qua băm qua một lần à? Ừ, trồng vụ này cũng được. Vụ này cũng dài mà, 3 tháng mới Tết mà nhỉ. Cái này có 3 tháng 10 ngày thôi. Ngô này 3 tháng Thì 10 ngày Tết thì ra Tết mới cấy mà. xét này không biết. Không Chiều biết. nay nó đi học à? Không đi học. Tưởng đi không đi học phải cho ra vườn ngô đi học. Sắp hết rồi. Trồng từ sáng này à? Sáng thanh trồng hộ nữa. Thế Chứ có phải một mình trồng từ sáng. bổ đất này chủ yếu là cái bổ đất thôi, còn thả này nhanh. Ừ, thả lân rồi. Đây thả này thì nhanh, cứ thấy cuốc hố sẵn rồi bây giờ vào cứ Ôi, thế. làm đất lâu lắm, 3 ngày làm đất đấy. Chả thế, em thấy này đất này nó băm nhỏ này cơ mà. Đầu tiên nhỏ hơn đầu này, dai hơn đất hơn. Em tưởng phải bóp bóp mà đất nhỏ nhỏ đi cho nó mới chồi cây lên được. Này nó cắt lên. Đấy. Đúng rồi, đừng có lấp chặt quá. Cắt lên rồi. Như ở dưới quê người ta trồng nó khác trên mình lắm chị ạ. Người ta ủ cho nó lên cây. Xong bắt đầu người ta mới mang ra người ta trồng. Giờ đây mình trồng bằng hạt luôn. Đấy. Xong rồi đến cái mùa mà bắp ngô ra bắp ấy thì người ta sẽ trồng hai 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 người ta sẽ để một bắp thôi. Ví dụ một cây hai bắp thì người ta sẽ để một bắp, còn một bắp người ta sẽ bỏ đi. Ngoài đồng này thì không có kiến nhỉ. Đầy, các bạn chị thấy đầy phố có kiến mới biết có được không hay là nó lại cắn. Được đấy. Nhưng mà cái ruộng này năm nay mới trồng đầu tiên đây nhỉ. Năm ngoái chồng mất ăn rồi. Năm ngoái cũng trồng à? Chồng không cày. Trồng cuốc luôn để cho ăn đấy à? Năm ngoái anh mất bao tiền rồi. Năm nay mất bao tiền nữa, sang năm đéo làm nữa. Năm nay làm ăn ngon lành này không lên nữa. Xong là giống này bao nhiêu? Hơn trăm nữa rồi. Phân mất hơn trăm nữa. Ờ, phân phải hai bao chứ nhỉ? Phân mất hơn bao rồi. Đấy. Trời ơi, không được thu nữa thì đau đầu. Đau đầu nhức óc ấy. Năm ngoái ấy, cũng mất một yến đạm với lại hai cân hơn cân ngô. Năm ngoái ngô rẻ ạ. Bao lần năm nay đầu tư nhiều hơn biết rồi. Chồng thôi chứ còn chưa biết kết quả. Đây. Thanh đi đâu không biết. Bố củ em. Ở đâu? Chặt củi à? Từ nhà Thanh à? Chặt hết chưa? Nhà ông trường nào cũng chặt tha hồ lấy củi. Trường chẳng bao giờ nó chặt. Em chả biết. Có thể nó mấy cái thằng như chặt gỗ nó bảo đường khó đi nó không chưa chặt thì chả biết được. Chả biết nó đi đường nào. Chứ còn gì nữa. Trời này ra đồng thích nhỉ. Nó không nắng gì. Cái mùa hè thì đời này có mà ra được. Mùa này thích nhỉ. Ra đồng còn thấy có hứng thú.
Mưa đi cho ánh đi lấy thuốc. Rồi chán ra đồng rồi. Hết cái làm rồi. Thôi ngô còn chưa lên. Ừ. Hôm nay người ta có vẻ làm màu ít nhỉ. Bằng tanh nó ngắt đi. Đây. Chán rồi chả làm. Cháu Xuân đây. Thóc đấy mà chị gặt chưa? Còn kia thóc nếp nhà ai? Nhà ai? Ủa Nguyệt Tịnh lên tận đây trồng cơ. Chị phơi xong chưa? Ai ở mỗi có mỗi cái sân để phơi thóc thì lại lập mái mất rồi, phơi làm sao? Chị ơi, người ta đánh cò đánh kiểu gì hay nhỉ? Chị Xuân, đánh cò đánh kiểu gì hay đấy? Thứ hai vừa xong là mình sẽ review cho mọi người xem chị mình đi trồng ngô đồng. Mọi người thấy video của mình hay, mọi người nhớ ấn like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.